Trước đây tôi có tham gia chiến trường Điện Biên, nhưng mà tôi là dân công đi tải gạo thôi. À dạ. Nhưng mà tôi chưa nhìn thấy cái bốt của thằng tướng là cát, tôi mới lên đi chậm 10 là sang đến đất Lào. Tôi tặng anh cái bài thơ nhớ lại chiến trường xưa: Dạ. tuổi già nhớ lại Điện Biên, đồi Him Lam đã trong thiên sử vàng, đời người lính vô vàn gian khổ, nhớ làm sao hết những mưa mây. 9 năm kết thúc một ngày, tướng Đờ Cát phải giơ tay quỳ hàng, rồi cò đũa sao vàng rập đất, lính Bác Hồ bất khuất kiên cường, chiến trường cùng với hậu phương, quân dân anh dũng phi thường không ai. Những lứa tuổi tài trai đương sức, gái đảm đang nhan sắc có thừa, 9 năm dãi nắng dầm mưa lẫn trong bom đạn đã thừa gian nan, vẫn vững chí đỉnh gan chiến đấu, giữ non sông yêu dấu muôn đời, biết bao máu đổ xương rơi, nghĩa trang liệt sĩ khắp trời Việt Nam. Càng nhớ lại càng căm sâu nặng, biết bao điều cay đắng xót xa, tuổi thơ phải chịu mất cha, vợ chồng biệt tuổi già mất hồn, tội đi cũng đương thành dương lắm, nhớ lại nhiều lần thấm lòng than. Bác Hồ khuyên dạy muôn dân bớt tuổi thêm bạn già đất, quý thơ xin gửi đôi lời quân dân cả nước nhớ lời bác khuyên, tội thương ơi trả được chưa tuyệt được chưa tính thành hợp. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Nhịp Sống Biên Giới của mình nha. Chắc thời gian vừa qua mọi người đã nghe nhắc đến nhiều bà cụ Đỗ Thị Mơ, bà xin thoát nghèo tại tỉnh Thanh Hóa phải không ạ? Thì hôm nay mình đã có mặt tại nhà Mơ nha mọi người nha. Đây là khung cảnh của nhà bà Mơ nha. Đây là bếp của bà mọi người ạ. Đây giới thiệu mọi người, đây là bà Mơ nhé mọi người nhé. Bà mà hôm trước có lên trên ủy ban xã Lương Sơn để mà xin thoát nghèo mọi người ạ. Thì chân bà đang, hôm vừa rồi bà buộc củi thì chân bà đang bị thương nhé mọi người nhé. Bà bị thương lâu chưa bà? Hôm mùng 1. À hôm mùng 1. Đây là 4 ngày. À, 4 ngày rồi. Vâng. Nhưng mà đang ngái giọt, không lấy nổi mà. Dạ. Chứ đi chật chật mấy bước đi, cái gì lại khỏi toàn lắm đấy chứ. Đang được cái chân đi mà đưa vô cái gốc cột nữa thì xích chân như trước thì hỏi rằng là cái da trên cũng vẫn còn đang cứng hơn. Dạ. Đó, cái gốc cột nhỏ đường đi đó. À cái gốc cột nhìn kia mà. Anh ra nhìn thấy chắc gì đó. Thấy không nào? Đây nha mọi người nhá. Đây là hôm vừa rồi chân của bà bị đập vào đây nên là chân bà đang bị thương mọi người ạ. Sứt, bà bảo là sứt cả cái cột luôn. Cái cột xây bằng gạch với xi măng như thế mà nó cũng đang bị chớt ra bà nhỉ? Đó, đang chết ra đó. Vâng. Bỏ cái nặng chứ hay không mà. Mình đến lúc đó là vì người đang yếu, từ hôm làm việc đến giờ tôi bị hệ tư tưởng.
Dạ. Cho nên là Lam Đức bị trắng mặt. Nhưng người ta cứ động viên là không suy nghĩ nữa, nhưng mà tôi cũng không muốn suy nghĩ làm chi, nhưng hắn cứ đưa đấy. Nên là bị trắng mặt. Dạ. Nên là ra đó thì đường không đi, đi với hắn thì hắn phải chào thôi chứ có gì. Chào cho một tiếng nhớ đòi. Bà năm nay bà được bao nhiêu tuổi ạ? Bà năm nay là 83 tuổi. Dạ, 83 tuổi ạ. Bà sống một mình lâu chưa bà? Lâu rồi anh ạ. À thế ạ. Mấy chục năm. Mấy chục năm ạ. Tức là sống ông nó mất đi á, cái ông người vợ này. Ông mất đi năm nay là 32 năm rồi. À thế ông mất năm nay là 32 năm rồi bà. Thế nhưng mà lúc ông mất đi tôi còn nuôi 6 đứa con thơ. Nên nuôi 6 đứa con thơ thì là được ăn được học đàng hoàng. Bây giờ các anh đi vô, anh thì giám đốc, anh thì cán bộ chi ở trong miền Nam đó. Dạ. Như nhà máy Hoa Cương, Hoa Kích kia đó. Vâng. Mới về cái hôm tôi đi Trung ương về. Thế xong là rồi anh thì làm ăn, rồi anh thì ngồi trên bàn thờ. Anh thì phạm luật nhà nước. Dạ. Đó. Năm năm tù tôi đi trích tế đàng hoàng. Đi ở một mình nhưng mà anh hiểu cho cái chỗ này. Rồi anh muốn khá thì anh cũng phải học tôi cái câu này. Dù anh có tài ba lỗi lạc đi bao nhiêu chăng nữa, anh có lắm tiền lắm của, nhưng anh không có bản lĩnh tư duy. Dạ. Vẫn thua. Mà anh hai bàn tay không, mà anh có tư duy, có bản lĩnh anh vẫn thắng, không có việc gì không. Hai nữa là Bác Hồ chọn người tài đức để giúp nước. Anh có tài mà anh không có đức thì không ai đem cái đức mà nhồi vào con tim anh được. Nhưng mà anh là người có đức nhưng anh đang không có tài thì sẽ bao nhiêu người sẽ giúp anh thành đạt. Anh rõ chưa? Dạ, rõ rõ. Cho nên là những điều nữa anh phải cần nhớ. Mình sống thế nào, sống phải có đức. Mà đừng có thấy tiền mà nhào vào. Dạ. Nhào đồng tiền, nhà ông Tứ Xuyên đã nói là tiền tệ. Tệ chứ không phải là tiền. Nếu mà anh mà nhào vào là anh đi vào con đường hỏng. Cho nên là anh từ từ cứ nhìn cái đồng tiền là đồng tiền chính nghĩa hay đồng tiền bất nghĩa. Bạn anh rất giàu có rất nhiều tiền, nhưng tiền đó là tiền làm ăn chính nghĩa thì anh thiệt. Chứ còn bạn anh nhiều tiền giàu có nhưng mà làm ăn bất nghĩa mà anh thiệt vào là anh chết. Cho nên tư duy bản lĩnh nằm chỗ đó. Rõ chưa? Dạ, cháu cảm ơn bà nha. Còn bà thì bà nghèo hay gì đó. Nhưng mà còn nhiều người là không xứng đáng hưởng cái chế độ nghèo mà vẫn bán cái xã hội để ăn cái chế độ đó. Cho nên anh nên biết rằng là nước mình bao nhiêu đau thương để lại. Anh nhìn trong TV anh biết. Chất độc da cam nha. Rồi có một bà chạc tuổi bây giờ đáng bằng tôi rồi. Tham gia chiến trường miền Nam về đĩa đứa con 32 tuổi chồng chết. Bây giờ trông cho con kêu mà tiếng mẹ ơi không được, mà nằm ở trên giường là dài. Tôi nhìn trong TV tôi thấy cái nỗi đau của người ta như chứ. Mà bây giờ mình cứ ngồi để chật ăn cái chế độ nữa thì không nên, cho nên tôi quyết tâm thoát khỏi nghèo để cho những người nhìn thấy tôi mà bắt chết mà ra đi cho sớm thì đẹp hơn. Đừng để đến lúc người ta đưa ra, mà đừng để đến lúc tôi đưa ra nữa. Ở trong cái thôn chốn tôi đi là mấy bà mà không thoát ra là tôi đưa ra. Chứ còn lành đặng trên tay rõ ràng. Con thì nhà 2-3 tầng. Thế làm cái tốt ra cái đầu trái ở riêng ra một mình. Để hưởng chế độ nữa. Như chứ là bêu con chứ không phải là. Con tôi mời một người con nha. Tôi chưa nhờ mà anh mau hết. Chưa dựa.
đến lúc tôi dựa thì hắn là thấy khác. Chứ còn bây giờ tôi chưa dựa mà con tôi đang phải dựa tôi, chứ con người không có tư duy, không có bản lĩnh thì không làm được giống như tôi. Cho nên là cứ nghe lời Bác Hồ dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bây giờ tôi ở một mình tôi, ai nghèo khổ hơn tôi hay gặp khó khăn thì tôi của tôi cho người ta. Chứ tôi ở với con tôi thì coi như tôi phải hỏi ý kiến hắn. Đúng không nào? Mà lại lấy của hắn mà cho người ta là không được. Cho nên tôi ở một mình đến lúc chết thì thôi. Còn khi chết thì hắn có nhiều kiểu chết, chứ không phải là ai cũng sợ chết. Tôi không sợ chết, mà tôi chỉ sợ lúc sống đi mà không làm ra được cái gì, rồi ảnh hưởng cho xã hội, rồi ảnh hưởng cho bản thân thì biết sợ. Chứ cái chết thì mỗi người cứ mỗi kiểu chết, nên tôi sợ cái chết. Bà đang uống kháng sinh ạ? Đang bỏ cái thuốc gì vào đây. Đây nha mọi người nha, chân của bà đang bị thương mình ạ. Ừ, nói cho khá... không biết. Vết thương mình thấy khá là sâu đấy. Đang ngái giục lắm. Còn... ngày mới nói là ban mặt trận của Trung ương về, tôi mới lo bữa. Dạy đang đi lâm châm. Là... chạy được một lúc thì vô đây thì thấy. Thấy trên tôi đang gì đem cái ghế ra sân nó ngồi. Ông về nó mà cho một cái chăn, cái bộ quần áo đang mặc đây, những cái khăn để quả cắt. Nếu sao hai người đàn ông thì cho 1 triệu, ba người đàn bà cho 600. Còn ba cái người đi thì tôi nhìn thấy cho không lấy, không lấy ra tay, tay đang nhàng lắm không lấy. Hắn cứ cố tình cái đùi với là bưu đưa thì cả ba đứa tao lấy cái đồng đi, là cái đồng 50. Cả ba đứa tao lấy đồng đi. Cần hỏi chi nữa không? Dạ. Anh ngọn đó thì nói cho mình nghe. Cái này là cái thùng gì ấy bà? Cái thùng trong này thùng gì đấy? Cái cỏ hòm. À, cỏ hòm ạ. Cỏ hòm để phòng nước chết. À. Buồn khỏi phải đâm tiền. Nhà thấy chuẩn bị như thế chứ. Thế là cái cỏ hòm này bà chuẩn bị lâu chưa? Cũng được đến cỏ hòm đi là của thằng con ở trong Nam mới gửi tiền về cho thằng anh mua. Đây... đây là cỗ hòm mà bà đã để phòng, bà đã chuẩn bị mọi người ạ. Thế là năm 2019 là bà được xét hộ nghèo của xã. Bà được xóa hộ nghèo ấy. Không, nhưng mà năm 2019 là bà đang nằm trong diện hộ nghèo của... Thế là từ trước đến giờ là vô hộ nghèo. À, thế năm nay thì bà mới quyết định là cầm... Quyết định là anh còn chưa coi ở trong video là tôi lên tôi còn chống với chủ tịch đi. Dạ. Bữa mới rồi tỉnh về tôi còn phải xin lỗi chủ tịch. Đó, tại chủ tịch cứ để in kéo dài mãi thì tôi không biết thì tôi cũng có lời. Chống với chủ tịch có nghĩa là không cho tôi thoát nghèo là không được, tôi kiện lên đi Trung ương. Dạ. Vì tôi không nghèo mà tôi đang giúp đỡ đến những người nghèo khổ hơn tôi, tại rằng cái để tôi nghèo hay là để tôi nghèo mãi đến lúc chết mà tôi mang tiếng chết trong khổ nghèo. Chứ là lúc chờ là ông chủ tịch mới quyết định, nhưng mà tôi cũng không biết. Tôi tưởng là lên ra thoát nghèo chỉ báo với xã, ngay xã cắt cái tên mình đi xong, chứ không ngờ lại phải làm đơn. Vâng. Để phải làm đơn với ra luật. Chứ đến bữa nào nếu mà bà quyết tâm đảm bảo được thì bà phải làm đơn. Nghĩa là tôi viết đơn luôn. Đơn luôn, nghĩa là hôm họ
Hoài Linh lấy 6 tháng điện, tháng tiền điện. 6 tháng tiền điện. 6 tháng tiền điện. Thì 6 tháng này có 300 mấy bạc thôi mà. Vậy thì nhân cái lúc lấy tiền điện là vô cái quỹ từ thiện, cái quỹ cổng chiêng. Tôi nộp luôn chăng? Dạ. Với lại về cho hai cái bà hoàn cảnh quá đặc biệt. Cho mấy bà 50 với mấy cân gạo nhưng bà không lấy ra. Còn như thế là bây giờ từ đây cho đi là tôi đi bệnh viện cũng phải trả tiền thuốc. Tất cả các chi là do tôi chi ra. Chứ bây giờ như là cái trường hợp mà lên TV tôi mới coi bứng cách mấy năm. Nhà 3 tầng mà có 5 ba gia, gắn 5 ba gia. Thế thì nhà mà nghèo thì gắn 5 ba gia đó để giữ cái chi. Thế mà vợ còn đứng chồng thì làm cái cán bộ chi đi này. Tôi nghe có lần và vợ thì đứng ra để xin cái thẻ bảo hiểm hộ nghèo. Chính mồm chạy ra nói ra là tôi đi viện khỏi phải mất tiền. Thế thì ai là người làm ra cái suốt đó? Cháu thấy là một số chỗ là nhiều người là người ta nhà có điều kiện rồi nhưng mà vẫn tranh nhau vào cái hộ nghèo ấy bà. Tôi cũng tranh nhau mà lúc đó mà không nhìn lấy cái tâm hình của tôi mà xấu hổ thôi. Dạ vâng. Chứ tiền ai đóng góp lại để trả lương cho bác sĩ, y bác sĩ và y bác sĩ đi học ở mô. Và ai sản xuất cho các cái thuốc tiêm cho mình mà lại bữa đi không mất tiền chứ thì hai mẹ ăn lá rừng đây mà uống này. Tôi thấy tôi nhìn thấy cái chuyện đấy mà. Nhưng mà nhiều cái trường hợp anh bố, nhiều cái trường hợp là có một anh là thương binh mà cái tay đi dịch vụ đến đây này. Mà cái tay đi dịch vụ đến đây này. Mà anh cắt cái chẳng vào đây này. Còn cái tay đi thì đỏ cái chẳng đánh chốc được cát thì đổ lên cái xe châu. Một ngày chút mấy lần cát tôi mở gần cái anh đó thì tôi trông. Nhiều người họ có cái nghị lực sống rất phi thường mà nhỉ? Vâng. Không biết là cụt cả hai tay rồi mà còn đánh cái xe châu đi chút cát. Đổ đầy xe. Về bán xong lại đi chút xe khác. Mà cái tay đi thì là còn cặp được cái cán chẳng ở đây. Còn cái cán chẳng tê thì nằm ở đây. Thương quá là thương tâm nhìn thấy. Nên quá tệ lắm. Cháu lấy sữa ra làm uống thì nước bà chưa nấu mà. Không, cháu không uống đâu bà. Cháu để bà để dùng thôi. Cháu thì cháu có nước lọc thôi. Nhưng mà cháu vừa uống ngoài kia rồi. Sữa họ mua họ đến họ chua với lại những người gần gũi thích đến chơi. Dạ. Thì họ chả có cái chi. Có người họ còn nói là bà thì chả thiếu chi nhưng mà bà cho tôi nhiều nhỉ. Chợ bà đến thăm bà tôi mua như gì đi, có lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Tôi còn nói vậy thôi.